chỉ hơi đông cuồng máu đồng hòa, chảy hơi đông cuồng con tình bởi chúa bà đi đi sáng đi là hôm mơ này. Đêm đông cung uống sương rơi tí tách có cơn mưa chiều, nhẹ giọt năm cánh còn dí kêu đồi núi vắng. Chúa tiên đi lan ra phương
anh linh nơi nơi mà mến đức xuống mà tôi ban hành ngũ phúc cho dân tuổi tuần tôi thú anh linh. Cả lá lòng thành sức lên đã
lộc sao nhiều hơn năm mai năm xưa. Họ xưa con cha coi một thờ, ba mươi mùng một ngày mười tư hôm rằm, ba mươi mùa hôm rằm mười tư. Trần xua đã bước tới đầu xem bầm nhân nghe bắt nhịp cầu vinh hoa song mi tình sao bắt đầu gần hà.
liền phù hộ phép cứu hoa sinh cho đời. Đứng anh linh nơi nơi mà mê đức, giữ ban hành bổ phúc mi cho dân tôi cần. Tôi tu anh linh y hà. Thank you.
năm hết long ngơ lâu thì đi đền hồ sen ta bóng gọn lùng lùng linh linh Yeah.
lộc tài nhiều dư quý đề đa, chú độ cho được yên ở yên nhà, gia chung an thịnh lộc tài nở hoan hân, chú sẽ về đồng giáng cung xú liễu huân. Ngày hôm nay chứng lễ sơn trà son sắc tốt tươi dương dàng ý nghĩa. Bye.
biết đi xa đi buồn ngờ, hoa mận đào rực rỡ khoe tươi.
thần tiên, chẳng thần tiên dù mà tôi linh nga à linh thiêng đời đời vinh hoa, tiên dù mà tôi linh nga ngày hôm nay Chúa lại sáng về đây, ngày hôm nay ban nhân ban tuyến cho họ Hoàng từ nay được hai chữ bình an
sáu tứ thọ trường mạnh khỏe sống lâu. Chứ tôi bàn cũng bàn ẩn cho chú họ Hoàng ngày hôm nay đi. Thế thế mà chú về lại bán tiền đây nhỉ? Thế mà cũng có lời kêu đến chúa tôi đó. Thế mà chúa tôi cho nhất âm nhất dương để thiên thuận để hòa đó nhỉ? Ồ, thế thế mà hôm nay nhờ cái lính ghép họ cũng mà trợ duyên cho tất cả các lính ngày hôm nay. Chúa tôi ban danh cho tất cả các con của chúa ở tại bán đền nhờ. Chúa phúc thì được nâng hơn mà thân tâm thì được an lạc. Ồ, ồ thế thế mà chúa tôi ban lời bàn sang kính ngọc cho họ cũng thế. Thế mà ngày hôm nay họ cũng có lễ chương trình để ta bán đền nhờ. Thế mà chúa tôi đánh cái lúc chỉ lời cho họ đúng không? Cái thành tâm, cái trí tâm, trí huyết, cái thành và ban lộc thực tài cho quân dân. Một người một đi, một hai để thanh đảm có lễ này, một hai được người thân thiện người ô. Phật trời cho con thuận lộc vì tới nơi cung vàng thì ra vâng bạch chúa sơn sang vén bầy hoa phép đồ được chúng con đi. Cơm lam thịt thính đông hề giọng khinh dịu tâm dâng cả ba bình con non chú ăn mình nửa quả thuốc lào vò cho gái trai đẹp lòng chúa độ cho gia chung nước thuận một dòng